Hi, cô chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Unit 4, Lesson 1. Bài học số 4, bài học số 1, Activities, các hoạt động, Listen and point, repeat, nghe, chỉ tay và lặp lại. Number 1. Play a board game. Number 2. Do a puzzle. Number 3. Read a comic book. Number 4. Eat snacks. Number 5. Take photos. Number 6. Play video games. Rồi bây giờ chúng ta luyện tập. Play a board game. Bạn mấm môi lại. Play a board. Có chữ R âm giờ. Các bạn cong lưỡi và bật lưỡi lên. Board game. Play a 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 board game. Chơi. Chơi gì? Chơi cờ. Do a puzzle. 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 Do a puzzle là chơi ghép hình. Read a comic book. Read a comic book. Có chữ K các bạn khờ lên, có chữ cờ các bạn khờ lên. Read a comic book. Read a comic book. Read a comic book. Read a comic book. Đọc truyện tranh. Eat snacks. Eat snacks. Xì trước khi đọc nana connect. Xì. Eat snacks. Eat snacks. Eat snacks. Eat snacks. Eat snacks. Ăn món ăn nhẹ, ăn lót dạ, ăn dặm. Take photos. Take, có chữ K các bạn khờ lên. Take photos. Có chữ sờ xì nhẹ. Take photos. Take photos. Take photos. Take photos. Take photos. Take photos. Chụp hình, chụp ảnh. Play video games. Đúng rồi, âm phờ. Play video games. Có âm sờ xì ra. Play video games. Play video games. Play video games. Play video games. Rồi, trò chơi điện tử. Rồi các bạn nhớ đọc luyện đọc lại hết các từ vựng này cho nhớ nha. Rồi các bạn viết copy cho thuộc từ vựng chúng ta mới làm câu được. Listen and practice. Nghe và luyện tập. Are you reading a comic book? Yes, I am. Are you reading a comic book? No, we aren't. We're playing a board game. Các bạn có nhận thấy hai câu, có hai câu hỏi này giống nhau, nhưng mà hai câu trả lời khác nhau. Ở đây trên trả lời một người, ở dưới trả lời hai người trở lên. Vậy thì câu hỏi là Are you reading a comic book? À, câu hỏi yes, no thì các bạn lên giọng cuối câu. Khi nào mà có to be, am, are đứng đầu câu, do the đứng đầu câu thì các bạn phải lên giọng cuối câu ha. Are you reading a comic book? Bạn đang đọc truyện tranh phải không? Yes, I am. Đúng rồi. Đây là có một người trả lời thôi thì nói là yes, I am. Đúng rồi, tôi đang đọc. Còn nếu không thì các bạn nói no, I'm not. Không, tôi không đang đọc truyện tranh đâu. Rồi, ở câu dưới are you reading a comic book? Mà ở đây có hai người trả lời. Thì cái chữ you này, cái từ you này, người ta không còn hỏi là một bạn nữa mà người ta hỏi là các bạn. Các bạn đang đọc truyện tranh phải không? Thì hai người này cùng trả lời no, we aren't. Không phải chúng tôi đâu. À, we are playing a board game. Chúng tôi đang chơi cờ đấy. Vậy hai người thì chúng ta phải trả lời we. Câu hỏi giống nhau nhưng mà câu trả lời các bạn coi. Một người thì phải trả lời I am. Còn nếu mà hai người trở lên các bạn phải trả lời we, chúng tôi. Được chưa? We, chúng tôi. Rồi nếu mà yes thì các bạn sẽ nói là yes, we are.
We thì mình phải đi với are. Vậy chúng ta có công thức thì hiện tại đơn của động từ thì hiện tại đơn thì hiện tại tiếp diễn ha. Thì hiện tại tiếp diễn là I cộng em. I là phải cộng với em. Rồi. He, she. He là anh ấy, she là cô ấy, it là nó. Một người. Một người như là my mom, my dad, hoặc là một vật như là một con chó, một con mèo gì đó, a dog, a cat, thì nó phải đi với lại to be là is. Đó, to be nó có ba tên nữa, có ba từ nữa ha. Là em, is, và cuối cùng là are. Are thì nó đi với lại là we, chúng tôi, hôm nay chúng ta học nè. We, hai người nè, chúng ta. They, là cái lưỡi ra, they, là họ. You là bạn, hoặc là hai người, hai vật. Hai người như my mom and my dad. Hai vật là the dog and the cat. Được chưa? Cộng với to be là are. Đó. Rồi. Tất cả đằng sau động từ ở đây nó phải thêm ing vào. Các động từ phải thêm ing vào. Reading, playing, sitting, swimming, going. Nó phải thêm ing vào. Và cái công thức này nó dịch là đang làm gì đó. Phải thêm ing vào nha các bạn. Cái công thức nào mà không thêm ing là không có được đâu. Đó. Vậy có to be, are và cộng cho động từ thêm ing. Are you reading? Vậy thì mình phải dịch là bạn đang đọc. Phải dịch là đang mà nha. To be cộng cho verb ing là phải dịch là đang. Bạn đang đọc. Ví dụ bạn đang ngồi là are you sitting? Bạn đang chơi là are you playing? Được chưa? Đó các bạn thế các hoạt động thêm ing vào nha. Đó tôi gọi là thì hiện tại tiếp diễn. Cái tên của nó là present. Present là hiện tại. Tiếp diễn là continue. Us, present continuous là thì hiện tại. Tiếp diễn. Đó, present continuous thì hiện tại tiếp diễn. Công thức là to be I cộng em, to be em cộng cho động từ thêm ing. He, she, it, một người, một vật cộng cho động từ to be is thêm ing vào. We, you, they. Hai người hai vật là động từ thêm, vậy là to be là a cộng động từ thêm ing. We, you, they, nó hay bị ngược. Cô để ở đây đi, we, you, they, hai người hai vật đó. Các bạn viết công thức này vào, sau đó các bạn học thuộc ha, để các bạn làm bài tập. Lát bạn nào mà không nhớ cái bài cái công thức này ha, cô nói ai đi với gì, các bạn phải đi với em. Động từ là phải thêm ing vào. Ai quên là không có làm bài được. He, she, it đi với gì? Phải đi với y. Một người là đi với gì? Với y. Động từ phải thêm ing vào. Nhiều bạn nhớ to be y, to be am, to be are, nhưng mà lại quên ing là sai. We, you, they, hai người hai vật là đi với gì? Với are. Động từ phải thêm ing và dịch là phải đang làm gì đó nha. Rồi bây giờ chúng ta qua bài tập xem bạn nào có nhớ công thức không. Đây là phần chơi game các bạn được trên, ở trên trường bạn chơi ha. Circle the correct words. Hãy quanh tròn từ vựng đúng, practice và luyện tập đọc các câu này. Vậy vì thầy chúng ta vừa đọc và vừa làm bài tập, vừa dịch bài cho nhớ nha. Are you eating snacks? Có to be are này, đi với you này, you là phải đi với are. Rồi động từ thế phải eat là phải thêm ing vào. Bạn đang ăn bánh snack phải không? Nhớ là các bạn phải lên giọng cuối câu. Rồi mình không dịch là bạn đang ăn bánh snack mà mình nói là bạn đang ăn nhẹ phải không? Cho nó hay. Are you eating snacks? Bạn đang ăn nhẹ phải không? Đúng rồi thì mình nói yes I am. Rồi câu tiếp theo, are you taking photos? Lên giọng cuối câu cho cô nha. Bạn nào không đọc lên giọng cuối câu là không phải câu hỏi đâu. Are you taking photos? Bạn đang chụp hình phải không? Vậy hai người thì chúng ta dịch cái chữ you này là các bạn đang chụp hình phải không? Đây trong hình không phải thì các bạn no we aren't. No we aren't. Bật lưỡi lên aren't. Không phải đâu. Rồi câu tiếp theo, are you reading comic books? Bạn đang đọc truyện tranh phải không? Bạn này có một bạn thôi thì không phải thì chúng ta chọn no, I'm not. Phải đâu. Are you playing video games? Lên giọng nha. No, I'm not. Bạn đang chơi trò chơi điện tử hả? Không phải đâu. I'm playing video game hay là eating snacks? Bạn chọn cái hình nào? Eating snacks. Tôi đang ăn nhẹ. Are you taking photos? Bạn đang chụp hình phải không? Hay là reading comic books? Ở trong hình là đang đọc truyện, đang đọc sách, đọc truyện tranh.
Vậy thì câu trả lời no we aren't, không phải đâu. Vậy các bạn có chọn cái mẫu câu là reading comic book không? Có đọc truyện truyện tranh không? Bạn đang là đọc truyện tranh hả? Không, không phải. Mà cái hình đó là đọc truyện tranh. Vậy thì chúng ta phải hỏi đi là bạn đang chụp hình hả? À, are you reading photos? Are you taking photos? Bạn đang chụp hình hả? Thì các bạn trả lời no we aren't, không phải đâu, chúng tôi không có đang chụp hình mà đang đọc sách. Are you playing a board games? Bạn đang chơi cờ, doing puzzle, hoặc là bạn đang chơi ghép hình phải không? Vậy ở đây là chơi ghép hình mà câu trả lời người ta nói no we aren't, không phải đâu. Vậy mình có chọn doing puzzle không? À, mình phải chọn là playing board game. Mình hỏi khác đi, khác cái hình này đi để trả lời no. We are doing puzzle, chúng tôi đang chơi ghép hình. Vậy hỏi bạn đang chơi cờ hả? Thì mình trả lời không phải, chúng tôi đang chơi ghép hình. Hiểu cái cách câu ngược lại chưa? Đó, người ta hỏi no là các bạn coi cái hình này nó như thế nào. Nó là đọc truyện thì không, đừng có chọn cái câu đọc truyện. Nó là cái miếng ghép hình thì đừng có chọn cái miếng ghép hình, mà chọn cái từ ngược lại để các bạn trả lời no. Nếu mà yes thì mình chọn từ đúng rồi, dễ hơn. À, rồi chúng ta qua phần tiếp theo. Listen and repeat, nghe và lặp lại các cái chữ v v âm v sẽ đọc. TV. Video games. Vậy TV là âm v đọc là v, v giống như là tiếng Việt của mình thôi. Chant, bài hát về theo nhịp điệu. Are you watching TV? Are you watching TV? No, I'm not. I'm not watching TV. No, I'm not. I'm not watching TV. Are you playing video games? Are you playing video games? Yes, I am. I'm playing video games. Yes, I am. I'm playing video games. Cái bài về này cũng nhanh, các bạn luyện đọc nhiều lên. Are you watching TV? À, cái mẫu câu are you ha, câu hỏi, thì các bạn chú ý cái câu trả lời. Nếu mà I, no I'm not, à, có chữ I ở đây thì các bạn biết là một người hỏi bạn ha. Còn nếu người ta hỏi are you playing video games, bạn đang chơi trò chơi điện tử hả, mà người ta trả lời we thì các bạn nhớ đó là hai người, chúng tôi, chúng ta, thì các bạn phải dịch you đó là các bạn. Look and listen, nhìn và nghe. Alfie is on TV. Alfie thì ở trên TV. Rồi bây giờ bạn nghe câu chuyện. Alfie is on TV. Number one. Tom, are you playing video games? No, Mom, I'm not playing video games. Okay, do your homework, please. Okay, Mom. Number two. Hi, Tom. I'm with Ben. Hi, Lucy. Hi, Ben. Are you watching TV? No, we aren't. We're playing a board game. Can I talk to you later? Ah, okay. Number three. Hello? Nick, Nick, are you watching TV? Oh, hi, Tom. No, I'm not. I'm eating snacks. Nick, come here. Sorry, Tom. I have to go. Ah, okay. Number four. Oh, hi, Mai. Hi, Tom. Are you watching TV? Yes, I am. I can see Alfie. Are you watching TV? No, I'm not. I'm at the park with Alfie. I'm taking photos. Hi, Tom. Wow. Rồi, bây giờ các bạn nghe câu chuyện rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe lại và luyện đọc, dịch bài. Sau đó các bạn làm bài tập. À, hồi nãy cô khoanh tròn bạn Anfi. Các bạn có khoanh tròn, à, khoanh tròn bạn Bin không? Các bạn có đi tìm Bin không? Bin nằm ở đây nè.
bạn nhớ trong mỗi bài xem có pin nằm ở chỗ nào nha. Rồi bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo. Đáp án listen and circle, nghe và quanh tròn. Rồi các bạn nghe tới đâu luyện đọc và dịch tới đó nha cho hiểu bài. Alfie is on TV. Alfie is on TV. Alfie ở trên TV. Look at the pictures. Listen, there is one example. Number one. Tom, are you playing video games? Tom, are you playing video games? Tom ơi, bạn đang chơi trò chơi điện tử hả? No, Mom. No, Mom. Dạ, không phải đâu mẹ. I'm not playing video games. I'm not playing video games. Con không có đang chơi trò chơi điện tử đâu. Okay, do your homework, please. Okay, được rồi. Do your homework, please. Hãy làm bài tập về nhà của con đi, làm ơn. Okay, Mom. Okay, Mom. Dạ được, thưa mẹ. Chúng ta nghe câu số 2. Number 2. Oh, hi Tom, I'm with Ben. Oh, hi Tom. Oh, xin chào Tom. I'm with Ben. Tôi đang ở cùng với Ben. Hi Lucy, hi Ben. Are you? Hi Lucy, hi Ben. Chào Lucy, chào Ben. You watching TV? Are you watching TV? Các bạn, đó hai người thì mình phải dịch cái chữ you này là các bạn. Các bạn đang xem TV phải không? No, we aren't. We're playing a board game. No, we aren't. Không phải đâu. We're playing a board game. Chúng tôi đang chơi cờ. Can I talk to you later? Can I talk to you later? Tôi có thể nói chuyện với bạn sau được không? Ah, okay. Ah, okay. Ah, được rồi. Number three. Các bạn qua câu số 3. Hello. Hello. Xin chào. Nick, Nick, are you watching TV? Nick, Nick. Nick ơi, Nick ơi. Are you watching TV? Bạn đang xem TV phải không? Oh, hi Tom. No, I'm not. I'm eating snacks. Oh, hi Tom. Oh, chào Tom. No, I'm not. Không. I'm eating snacks. Tôi đang ăn bánh. Tôi đang ăn món ăn nhẹ. Tôi đang ăn nhẹ. I'm not dạ. Nick, come here. Nick, come here. Nick ơi, lại đây. Sorry, Tom. I have to go. Sorry, Tom. Xin lỗi, Tom. I have to go. Tôi phải đi rồi. Cái từ have to này các bạn gạch dưới nha. Nó có nghĩa là phải. Have đứng một mình thì nó có nghĩa là có. Như I have an apple. I have an apple. I have a pen. Là tôi có một quả táo, tôi có một cây bút. Nhưng mà nó đi với từ to thì các bạn không dịch là có, mà các bạn dịch là phải. À, tôi phải đi, go là đi. Ai là tôi phải đi rồi. Ah, okay. Oh, okay. Oh, được rồi. Number four. Oh, hi Mai. Oh, hi Mai. Oh, chào Mai. Hi Tom. Hi Tom, chào Tom. Are you watching TV? Yes, I. Are you watching TV? Bạn đang xem phim hả? Xem TV hả? Damn, I can see Alfie. Are you watching TV? Yes, I am. Đúng rồi. I can see Alfie. Tôi có thể nhìn thấy Alfie. Are you watching TV? Bạn đang xem TV hả? No, I'm not. No, I'm not. Không. I'm at the park with Alfie. I'm at the park with Alfie. Tôi đang ở công viên cùng với Alfie. I'm taking photos. I'm taking photos. Tôi đang chụp hình. Hi Tom.
Hi Tom, chào Tom. Wow. Wow, ái chà chà. Rồi các bạn ơi, mình đã làm xong bài. Bây giờ các bạn luyện nói lại, luyện đọc và dịch tất cả các bài này. Bạn nào siêng thì viết ra tập những cái câu, cái đoạn hội thoại này để các bạn nhớ bài lâu hơn. Sau đó các bạn làm bài tập workbook rất là giỏi luôn. Các bạn nhớ từ vựng thì làm được workbook ha. Rồi, point, ask and answer. Chỉ tay hỏi và trả lời. Are you playing video games? Là bạn đang chơi điện tử phải không? No, we aren't. Không phải đâu. We are doing puzzle. Chúng tôi đang chơi ghép hình. Vậy các bạn nhìn vào hình số 1. Người ta vừa mới làm ví dụ cho các bạn câu số 1. À, cái từ you này, hai người thì mình sẽ hỏi là are you, là các bạn, để các bạn trả lời we, chúng tôi. Nhớ ha, hai người thì các bạn phải trả lời we, mà một người thì các bạn phải trả lời là ai. Nhớ ha. Rồi ở đây là cái dấu chéo, thì mình hỏi là bạn đang chơi trò chơi điện tử phải không, thì dấu chéo x ở đây là no, không phải. Rồi mình trả lời lại là we are doing puzzle, chúng tôi đang chơi ghép hình. Rồi tương tự ở đây có dấu tích thì mình hỏi là các bạn chưa biết thì các bạn viết ra, sau đó các bạn sẽ đọc thì nó sẽ nhanh hơn. Là hai người thì phải trả lời we nha. Vậy các bạn nói là are you, các bạn đang ăn nhẹ phải không? Are you đang ăn là eating, thêm in vào. You là phải đi với are nha. Rồi eat thì phải thêm in vào. Snack. Bạn đang ăn, các bạn đang ăn món ăn nhẹ phải không? Vậy mình trả lời cái này là dấu tích là yes. Rồi hỏi you mà hai người thì các bạn phải nói là trả lời là we. We thì phải đi với are. Đó. Cô nói các bạn học thuộc công thức để các bạn làm câu như thế này nè. Are you eating snacks? Các bạn đang ăn nhẹ phải không? Đánh dấu tích thì các bạn trả lời yes we are. Đúng rồi. Câu số 3 là một người thôi, nhớ trả lời ai nha. Rồi các bạn đọc truyện tranh ha. Câu 3. Vậy có một người thì các bạn cũng nói là are you, nhưng mà mình dịch là bạn thôi. Rồi, đọc truyện tranh là reading, nhớ thêm in vào. A comic book. Bạn đang đọc một quyển truyện tranh phải không? Rồi, trả lời đúng rồi. Dấu tích là yes. Rồi cái chữ you này là bạn, thì ở đây có một người thôi, chúng ta trả lời I. Yes, I am. I đi với em. Đó, học công thức là I là phải đi với em. Nhớ công thức chưa? Chứ cô dạy công thức nó không có thừa đâu. Các bạn phải học thuộc công thức để các bạn làm bài tập, làm câu. Rồi câu số 4, bạn này là dấu chéo, có một bạn thôi. Thì mình cũng hỏi are you, là bạn. Rồi, đang chụp hình hả, là taking. Take có chữ e thì các bạn bỏ e thêm in vào. Taking photos. Lên giọng cuối câu. Photos. Bạn đang chụp hình phải không? Có một người thôi. Ở đây người ta cho dấu chéo là không phải là no. Rồi hỏi you mà có một người thì các bạn phải trả lời ai. Ai phải đi với em, viết tắt lại. No là phải có not. No, I'm not. Không phải đâu. Rồi câu số 4 ở đây cũng có một người thôi mà hỏi bạn đang ăn nhẹ phải không? Ồ, câu số 4 nè. À. Nó có hai hình. Vậy là bạn đang chụp hình phải không? No, I'm not. Trả lời, tôi đang ăn bánh snack. Không phải bánh snack mà là món ăn nhẹ. Mình cứ quen cái từ snack là cái bánh snack đó các bạn. À, I'm eating snacks là tôi đang ăn nhẹ. Ăn lót dạ. Đó, có hai hình thì mình trả lời no, sau đó mình trả lời đúng là yes. Rồi tiếp theo câu số 5. Câu số 5 các bạn coi có mấy hình. Có hai hình. Vậy hỏi các bạn đang chơi cờ phải không? Rồi không phải, chúng tôi đang chơi ghép hình. Ồ. Vậy là nó giống cái câu ở trên đây. Câu hai người trên đây cũng là are you, các bạn. Rồi đang chơi cờ phải không? Đang chơi là playing. Are you playing? Thêm in vào. Are you playing board game? Board game.
Bạn đang chơi cờ phải không? Đừng dấu chéo là no. No. Hai người thì chúng ta phải trả lời we. We đi với are. No là phải có not. No, we aren't. Rồi, chúng tôi đang chơi ghép hình. Vậy là we đi với are. Viết tắt được. Playing. Puzzle. Rồi, chúng tôi đang chơi ghép hình. Câu số 6 có một hình thôi. Thì vậy là mình trả lời yes, hai người thì trả lời we. Đó, cứ hai người phải trả lời we. Nó hay bị nhầm lẫn chỗ đó, cho nên các bạn phải cẩn thận. Tập trung phân tích câu. Are you playing? Phải đâm in vào video game. Bạn đang chơi trò chơi điện tử phải không? Video game. Rồi, trả lời yes. À, hỏi hai người. Vậy là các bạn đang chơi trò chơi điện tử phải không? Hỏi hai người là yes. Chúng ta trả lời we đi với are. Yes, we are. Vậy là chúng ta đã xong bài tập rồi. Các bạn nhìn vào, các bạn trả lời ha. Các bạn đọc nhiều lên, các bạn sẽ nhớ. Câu số 1 người ta làm ví dụ rồi. Người tương tự câu số 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn làm 6 cái hình này. Được chưa? Rồi, vậy là chúng ta xong bài tập. Play the pretend game with one or two people. Chơi trò chơi giả bộ. Pretend là giả bộ. Với một hoặc là hai người. Vậy hỏi một người thì là I you, trả lời I am. I. Hỏi hai người là I you các bạn thì trả lời we. Nhớ ha. Cái mấy cái câu này mình cũng đã làm xong hết rồi. Vậy thì chúng ta đã xong bài tập student book rồi các bạn. Bây giờ các bạn lấy cái quyển sách workbook ra. Ta làm workbook trang 32. Circle the odd one out and write. Hãy khoanh tròn một từ lẻ và viết. Đây các bạn nhìn vào bài ở dưới đây có các ba cái hình giống nhau mà một cái hình khác nhau thì ta gọi là the odd one out, hình lẻ, một cái hình lẻ. Vậy thì các bạn sẽ khoanh tròn và các bạn viết cái từ cái hình đó xuống cái từ dưới đây là bạn này đang ăn nhẹ thì chúng ta nói là eat snacks. Rồi ở đây câu số 2 có ba cái hình giống nhau là chụp hình, vậy một hình khác nhau là đang chơi cờ board game thì các bạn sẽ viết xuống dưới đây. Hiểu chưa? Rồi bây giờ tương tự, phần này rất là dễ, các bạn thuộc từ vựng thì các bạn mới viết từ vựng từ được. Cho nên bạn nào chưa thuộc từ vựng thì phải tập viết đi nha. Hình số 3 là đây là ba cái hình đọc sách, đọc truyện. Vậy khác nhau ở cái hình là ghép hình. Vậy thì chúng ta viết cái từ do a puzzle xuống đây. Câu số 4, ba cái hình puzzle, do a puzzle nhưng mà có một hình đọc thì các bạn viết là read a comic. Rồi câu 5, ba cái hình này giống nhau, vậy cái hình này khác nhau, bạn quanh tròn viết take photos, chụp hình. Câu 6, ba cái hình này ăn, một hình này chơi, vậy là play video games, chơi trò chơi điện tử. Rồi chúng ta qua phần bài tập số 2, look and circle, nhìn và quanh tròn, hình này là cái từ gì? Đó là cũng là từ vựng cho nên các bạn đọc và các bạn quanh tròn. Ai chưa thuộc từ vựng thì chắc chắn không làm bài được. Hình đầu tiên là play a board game. Play a board game. Hình số 2, read a comic book. Hình số 3 là eat snacks. Hình 4 là play video games. Hình số 5 là take photos. Hình số 6 là do a puzzle. Rồi chúng ta qua phần tiếp theo, các bạn nghe và quanh tròn. Listen and circle. Nghe hình nào quanh tròn từ đó. Unit 4. Lesson 1. C. Listen and circle. Number 1. Are you taking photos? No, I'm not. I'm playing video games. Playing video. Oh, okay. Number 2. Are you reading a comic book? Reading comic book. Yes, I am. Yes, I am. Vậy thì chúng ta sẽ khoanh tròn hình này. Is it good? Yes, I like it.
Number 3. Are you taking photos? Taking photos, chụp hình. No, we're not. No. We're playing a board game. We're playing board game. Chúng tôi chơi cờ. That sounds nice. Have fun. Number 4. Are you taking photos? Taking photos, chụp hình. Yes, I am. Yes, I am. Anh chọn thôi. Are you eating snacks too? No, I'm not eating snacks. Number 5. Are you doing a puzzle? Doing a puzzle, chơi ghép hình. Yes, I am. Yes, I am. Anh chọn. It's really fun. Great. Number 6. Are you playing a board game? Playing board game. No, we're not. No. We're not playing a board game. No? No, we're playing video games. Oh, okay. We're playing video game. Oh, okay. Rồi, vậy là chúng ta đã xong bài. Có bạn nào quan tròn đúng không? Rồi, qua bài tập cuối cùng. Look and write, nhìn hình và viết mẫu câu I, you. Một người thì các bạn trả lời I, mà hai người thì các bạn trả lời we. Đó, bạn nào chưa nhớ thì các bạn học lại cái mẫu câu này. Are you doing puzzle? Bạn đang chơi ghép hình hả? Yes, I am. Are you reading comic book? Các bạn đang đọc truyện tranh phải không? No, we aren't. Không phải. We're playing video game. Chúng tôi đang chơi trò chơi điện tử. Are you eating snacks? Bạn đang ăn món ăn nhẹ hả? Yes, we are. Đúng rồi. Are you playing board games? Các bạn đang chơi trò chơi điện tử hả? Đang chơi cờ hả? No, I'm not. Không phải. I'm taking photos. Tôi đang chụp hình. Đó các bạn. Xong bài rồi nha. Bây giờ các bạn lấy cái notebook ra. Các bạn làm notebook cho cô. Cái quyển notebook này là cái quyển tập viết, cho nên là các bạn làm một trang 22 thôi. Ở đây nó có từ vựng thì các bạn nhớ viết lại, copy các từ vựng cho thuộc và các bạn đọc lại. Rồi sau đó mẫu câu này chúng ta đã được học rồi, các bạn làm mẫu câu này và sau đó các bạn làm bài tập này nha. Đó, các bạn làm bài tập vào câu đầu tiên. Are you eating snack? Yes, I am. Rồi tiếp theo, are you này chơi game thì đó là playing video games. Bạn đang chơi trò chơi điện tử hả? Trả lời yes. Hai người thì các bạn phải nói là we. Nhớ phân biệt số ít số nhiều cho cô nha. Yes, we are. Rồi ở đây hỏi bạn đang ăn nhẹ phải không, là are you. Đầu câu lúc nào cũng are you hết, nhưng mà các bạn phải phân biệt số ít hay số nhiều. Eating snack, các bạn đang ăn nhẹ phải không? Rồi đúng thì các bạn trả lời yes. Hai người thì trả lời we đi với are. Đó, công thức we là phải đi với are. Rồi are you taking photo, bạn đang chụp hình phải không? Photos. Rồi bạn này không có chụp hình, vậy là no. I'm not, không phải. Mà bạn ấy đang ăn nhẹ thì mình nói là I'm eating. Nhớ phải thêm in vào. Snacks. Tôi đang ăn nhẹ. Rồi câu tiếp theo là bạn đang chơi game phải không? Are you playing? Phải có thêm in vào. Video game. Bạn đang chơi trò chơi điện tử phải không? Vậy hai bạn này không chơi thì nói là no. Hai người nói là we are, là phải có not vào, ta đọc là aren't. No, we aren't. Mà hai người này đang chơi cái gì các bạn? We are, viết tắt được. Playing. Cái từ puzzle thì các bạn phải dùng doing nha. Doing puzzle. Rồi, chúng tôi đang chơi ghép hình. Tương tự, hai bạn này là are you playing board game? Bạn đang chơi
Chơi cờ phải không? No. Không. Dấu chéo là không. Hai người nói là we aren't. No, we aren't. Mà chúng tôi đang chơi ghép hình thì mình sẽ nói là we, viết tắt được nè. Các bạn nhớ viết nhỏ nha, nó không đủ chỗ. We are doing puzzle. Chúng tôi đang chơi ghép hình. Rồi, vậy là chúng ta đã xong bài tập rồi. Các bạn cố gắng học bài thuộc các từ và các câu nha, để mình làm bài tập cho tốt.